Công an thành phố Thái Nguyên vừa lập thành tích bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 5 bánh heroin vào ngày 25 tháng 11 năm 2023. Cùng xem lại khoảnh khắc truy đuổi và khống chế nghi phạm để chia sẻ và động viên tinh thần nỗ lực, sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng công an trong quá trình đấu tranh với tội phạm vì bình yên cuộc sống.